Pepsi không có lọ, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Xin chào mọi người, tôi là Uy Lê, là một diễn viên hài độc thoại đến từ nhóm Sài Gòn Tếu. Và hôm nay khi mà mình bước lên đây, thấy những mọi người ngước nhìn, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, đặt ra một câu hỏi lớn trong đầu là: ủa ai vậy? Vâng, tôi là một underground artist, tức là một nghệ sĩ còn dưới lòng đất, cho nên vẫn còn cạp đất mà ăn. Tuy nhiên, không sao cả, bởi vì biết mình không phải là celeb nên mình chưa có tiếng. Nhưng mình là diễn viên hài thì mình phải có miếng, đúng không? Thì hôm nay Uy rất vui được đứng ở đây cùng với những người bạn, những người anh, những người chị trong nghề, những gamer, streamer, vlogger, food blogger, travel blogger, singer, dancer, songwriter, rapper, boy, girl, whatever, rất nhiều. Những người cùng gọi là người sáng tạo nội dung. Sẽ có một thời điểm mà nhiều người nói là: ủa, làm YouTuber dễ ẹt, có gì đâu, lâu lâu đứng múa múa, ánh mắt ta chạm nhau. Ủa, làm diễn viên hài đâu có khó, mình lên mình diễn hề hề, mình cười hề hề, mình làm cái mặt hề hề là xong, đúng không? Không hề. Mọi người ơi, chưa thấy mai nở, đừng có ngỡ là xuân về. Không phải là người trong cuộc, làm sao hiểu được chuyện trong kẹt. Những content creator đang ngồi ở trong phòng này thì chắc chắn tất cả chúng ta có một điều chung, đó là chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ. Là những đứa trẻ có những cái ước mơ hơi lạc loài. Ví dụ như là một cậu bé được gán mác là một học sinh trung bình, nhưng mà buổi tối thì là một gamer, là một dân chơi, là một cao thủ thách đấu trong một game online nào đó. Có thể chúng ta có một cô bé mà suốt ngày bị mẹ chê là ăn cho nhiều rồi mập thay, rồi mấy mốt chồng nào mà lấy mày. Có thể có một cậu chàng phải giấu những cái chiếc áo hoa, những thỏi son, những hộp phấn của mình đằng sau tủ áo cùng với cá tính thật của mình. Và có thể có một cô nàng mạnh mẽ, cứng rắn đến nỗi không biết nói chuyện cùng ai mà chỉ ngồi một góc viết tạm vài dòng lyrics rap vào cuốn vở ô ly bài tập của mình. Họ đều có những ước mơ. Và ở một thời điểm trước đó thì ước mơ đó nó viển vông lắm. Nhưng đến lúc chúng ta có mạng xã hội, chúng ta có những nền tảng về nội dung, thì tự nhiên những ước mơ đó trở thành hiện thực. Những cái nét nghệ nhỏ nhỏ đó có thể trở thành một cái nghề. Và là một nhà sáng tạo nội dung thì bạn phải có những bộ kỹ năng cực kỳ đặc biệt. Nhiều khi mình sẽ bắt đầu với một cái ekip có một người. Mình tự quay, mình tự dựng, mình tự làm hậu cần, mình tự làm make up. Mình bắt đầu bằng con số 0 thì mới có ngày mình có được nhiều con số 0. Nhưng cái thành công đâu có dễ đến mọi người. Tại vì nếu mà mọi người biết, có một khảo sát thì 96,5% những vlogger không đủ kiếm sống. Vì chi là cứ 10 người thì có 9 người ăn mì tôm mỗi ngày, và một người còn lại thì có thêm một quả trứng ốp la. Ok, em là diễn viên hài, em không giỏi toán lắm. Những cái nhà sáng tạo nội dung luôn luôn đối diện với những cái định kiến, những cái suy nghĩ từ những người bên ngoài là nó dễ lắm, nó buồn cười, nó chẳng có gì cả. Nhưng họ không bao giờ quan tâm. Dù người đời có make it complicated thì họ vẫn enjoy the moment, tại vì họ không cần ngoại ngữ mà chỉ cần nội dung. Nhờ có cái sự lì lợm, đương đầu đó mà chúng ta có những cái điểm đột phá trong năm vừa rồi. Chúng ta có những chàng trai dám mang rap Việt ra khỏi khu tao sống để đến với cả đất nước Việt Nam. Chúng ta có những cô gái chưa già nhưng mà khá là lắm chiêu, sẵn sàng chơi là chạy bất cứ lúc nào. Bởi vì muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chứ chờ đến bao giờ thì cây táo mới nở hoa. Thì lúc này em thấy chúng ta hãy cùng tôn vinh những kẻ đi tìm nàng thơ trong 25 mét vuông. Chúng ta hãy cùng xem những cô gái độc thân sẵn sàng đứng lên chống lại thế giới. Họ là những người dám sống gắt. Và chính cái sự cố gắng của họ tụ hội lại, chúng ta có những người ở đây. Một gia đình cục súc,
luôn luôn tuyên ngôn ngạo nghễ với đời. Dù qua bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, hết cái mùa nhập học này tới cái mùa nhập ngũ kia, thì họ chưa bao giờ quan tâm những chuyện tranh cãi trắng, đen, bởi vì họ chỉ đầu tư vào chất xám. Và những người sáng tạo nội dung này, họ sẽ không bao giờ quan tâm nếu bạn cười họ. Họ chỉ nhẹ nhàng nở bảy nụ cười xuân. Và chính cái mùa dịch vừa rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả những nội dung, những sự sáng tạo của tất cả những nhà sáng tạo nội dung trong căn phòng này để giúp mọi người kết nối với nhau, vượt qua tất cả mọi ranh giới. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Vậy thì tại sao mình không tôn vinh những người dám sống gắt nhỉ? Tôi muốn đứng đây để lan tỏa cái năng lượng này, cái năng lượng sống gắt đến với mọi người. Chúng ta hãy gắt để tạo ra giá trị. Chúng ta hãy thật để tiếp tục tỏa sáng. Dĩ nhiên có vài người góp ý với tôi thì riêng tôi thì nên bớt gắt một chút. Tại vì nếu không thì người ta sẽ gọi mình là gay gắt. Thì cho nên xin chúc mừng tất cả những nhà sáng tạo nội dung đang có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Chúc mừng mọi người và hy vọng mọi người sẽ nhận được những cái sự tưởng thưởng xứng đáng với sự cống hiến của mình. Để chúng ta không cần phải than thở là mỗi tháng chỉ có vài triệu cho con thôi. Mà Tết này ai cũng có thể mang thật nhiều tiền về cho mẹ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã sáng tạo trong năm vừa rồi. Tôi là Uy Lê. Top 10 video ca nhạc MV nổi bật nhất YouTube năm 2021. Sơn Tùng MTV muộn rồi mà sao còn. Đèn trốn tìm. Trách lay la lầy. Doãn Hiếu họ yêu ai mất rồi. Hứa Kim Tuyền Sài Gòn đau lòng quá. Đắc Cà Hạ còn vương nắng. Hậu Hoàng cây tre trầm đốt. Đình Dũng câu hẹn câu thề. Lee Ken PT cô đơn dành cho ai. Suki Sang phải chăng em đã yêu. Và quý vị ơi, ở vị trí số 1 trong top 10 video ca nhạc MV nổi bật nhất YouTube năm 2021. Xin được chúc mừng MV Muộn rồi mà sao còn của Sơn Tùng MTV. Xin được chúc mừng ạ. Thưa quý vị, Sơn Tùng và ekip của anh ấy không thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Và chúng tôi xin phép là sẽ chuyển giải thưởng này đến cho Sơn Tùng.